Ngoài không có thấy mặt em đâu nè. Cho chị xí bông nước muối. Anh má ăn vô nó mụn dễ sợ anh ăn. Anh ấy không có thấy ăn nhiều luôn rồi. Dễ sợ cái miệng bà rồi. Yên dễ sợ. Nhỏ mày dễ sợ. Mà có đóng luôn. Tậu sợ. Ở quê rồi. Ở quê sơ. À. Chạy ra. Theo. Mấy cốc về bầu. Theo. Bạn em mới đưa cho em lọ. Mua ở bên chị. Ừ. Tội gì mà không bị nặng sợ luôn á, bị xí xí không. Okay, không tìm vắc xin cũng dùng B5 nhưng mà vẫn không B5 à. Thật ra mấy đứa mồi dùng B5 cũng vẫn okay. Thấy tội quá, thấy mụn nhiều quá mà nặng thiệt. Thôi, kêu Hậu thấy kiên trì với mụn này nè. Hậu hoặc là Thuận, là hai bà là làm là kiên trì với mụn đó. Nãy tưởng quay được à? Nhỏ xíu, có mấy cục to thôi. Nhỏ nhiều hơn. Mất mấy xưa vô sao? Phải cái mồm bỏ cục.
cái 5 phút bỏ, cái 3 phút bỏ. Kìa, kiểm tra cục nó chưa? Thì em thấy cục trai nên em thấy nó cũng còn nhu nhu đấy chị, biến cái đầu cục mô đầu cục trên vai á, đầu tiên. Còn mấy cục kia hết trơn rồi, cục chính giữa thì nó la bốt ra mũ, ra mũ hay là ra trắng trắng nước nước lạ ta, những cầu nó tìm tìm mũ ra cho có thể nhiều. Trời nó ra ai thấy một cô ra cô rắc. Bụng đói rồi. Đứa mua gì về ăn chơi ta. Cái tiền quỹ là mua đồ. Vì sợ. Tam rưỡi rồi. Kinh chơi bài. Hiện ngày mua quần cũng 100.000. Trong bài cháu biết. Có ngày mua đá thắng thì nãy thứ ba yên với em thì cháu chúc bạc luôn, hai ba trăm à, không tới 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 cháu là 60 vậy, còn tới thứ ba là 40. Một ván 100 được đấy. Muốn chuyện theo đó là em nói dù giấy phép lên người khác hết chứ không biết gì đâu. Mẹ sợ đóng tiền. Đúng rồi, nó đưa là em nói lại là nó hợp lý nè. Yên thì chắc thiệt lắm. Tại mình
đáng lẽ có thêm triệu mà thành ra mất triệu đó, thì kiểu như nói rồi mà không nghe thì thôi đáng chịu. Ủa nó là kiểu như giống như là tiền lãi đồ này kia, thì thay vì cho mà nghe không nghe lời theo thì khỏi cho. Nói mấy lần phải nói một lần thôi.